hạt nêm cà no, đây là đường nha, đây là bột ngọt và đây là một chén dầu ăn nha. Ngoài ra mình sẽ có hành nha, để nướng với hành và đậu phộng. Sau khi làm sạch em đó nha, bây giờ mình sẽ dẫn em đó đi tắm rửa sạch sẽ ra, xông hơi khoảng tầm 15 phút. Đây, giờ thả nó vô nha. Một em, hai em. Tức là khi mình đem nó đi xông hơi thì mình có một cái chút xíu là xả cho nó có mùi thơm nha. Sau khi mình cắt hành xong cái nha, thì mình cho gia vị vô nha. Mình cứ đều anh nói nha, mỗi hành lên thôi.